luôn đi. Chào bà con nhá. Đây là tổ ong vàng này. Tổ ong vàng vừa được nướng này, nướng chín nhá. Nhìn bên ngoài nó đen thế thôi nhưng mà ở trong ngon lắm. Tuyệt vời, con này ăn giàu protein lắm. Rồi, cũng ăn nhá. Đấy nhá, tổ ong vàng vừa nướng xong nhá. Chúng ta thổi bỏ cái lớp cháy ở ngoài. Đấy, 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 đấy. Đây, nhìn lượng nhộng này. Thấy chưa? Ủa ơi. Nhộng rất là nhiều. Ngon. Ngon chưa? Lỗ nào cũng có nhộng. Rồi, nào bây giờ bắt đầu đánh chén thôi. Cái ong nhộng, ong này mà đem đi câu là tuyệt vời. Ê, giữa rồi. Trưa mùa hè. Ngon. Ngon quá. Đây nhá, con nhộng nhá. Này. Ngon tuyệt vời luôn. Này. Cái này nó chín rồi. Bây giờ nó nướng chín rồi nên là cái này trông nó này thôi nhưng mà ở trong ăn nó rất là xốp. Nó bột bột và thơm. Ngon quá. Thật sự là phải 2-30 năm rồi. 2-30 năm rồi mới lại được ăn lại. Đây, ngon đã. Đây là ong vàng. Ong vàng. Rất là ngon. À. Ui, ngon quá. À. Con này thì cực kỳ thơm luôn. Ui, con này thơm. À, thơm tuyệt vời nhá. À. Ăn xong con này phải đi uống nước lã. Ui, ngon quá. Đây. Ngon quá. Ui. Cái ngon quá. Ngon quá bà con. Ui, con này thơm tuyệt vời. Đấy. Con này rất thích hợp khi đốt được sẵn cái dơm mang đi đốt là ta nướng luôn. Đó. Vào mùa hè ăn rất là ngon. Đó. Ăn ong vàng này là nó có vị bùi. Bùi và thơm. Đấy. Ngày xưa con bé hay đi đốt ong vàng rồi về ăn. Ngoài việc ăn hay là còn có thể là mang cái nhộng ong này xong là đi câu, làm mồi câu. Đấy. Rất là ngon. Không? Ngon tuyệt vời luôn. Đây là những cái con nó nở thành con cũng ăn được. À, cũng ăn được. Nó sẽ không bùi bằng những cái con nhộng. Con nhộng thì nó có vị bùi thơm. À. Tuyệt vời. Thơm tuyệt vời luôn. Bây giờ quay cho. Thôi. Rồi. Rồi ăn đi. Đấy nhá. Chuẩn bị bao phun giấy nhá. Đây. Cực kỳ ngon luôn. À. Tất cả các cái giải này nè là đều là cái con đều là nhộng. Thế còn những cái con mà nó có mũ đậy rồi thì nó là thành con rồi, thành con ong rồi thì cũng ăn được. Đó. Nó không thơm bằng. Và chúng ta vỗ ra này, vỗ ra tay này, nó rụng ra này. Đấy, hiểu không? Đấy, hiểu không? Vỗ ra, ngon chưa?